tiểu sử danh hài Vân Sơn và sự thật về người vợ bí ẩn được hé lộ. Vân Sơn và những trải lòng về người bạn thân Hoài Linh. Vân Sơn là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng người Việt hải ngoại. Với lối diễn xuất chân thật, hớm hỉnh, anh luôn khiến khán giả cười nghiêng ngả mỗi khi xuất hiện. Ngoài tấu hài, nam nghệ sĩ còn thành lập trung tâm giải trí Vân Sơn, đào tạo nhiều nghệ sĩ diễn viên. Hiện nay, anh còn góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình tại Việt Nam với vai trò là ban giám khảo như Người Bí ẩn, Người Hát Tình Ca, Bí mật Đêm Chủ Nhật. Có thể nói, trong những năm trở lại đây, tên tuổi và tiểu sử của danh hài Vân Sơn trở thành một đề tài cũng được nhiều người hâm mộ quan tâm. Vân Sơn tên thật là Dương Thanh Sơn, sinh năm 1961 tại Sài Gòn. Anh được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Con đường sự nghiệp của anh bắt đầu từ rất sớm và đạt được nhiều thành công rực rỡ. Không chỉ được nhiều khán giả trong và ngoài nước yêu mến, hiện tại Vân Sơn còn là giám đốc công ty giải trí do anh thành lập, mang tên Trung tâm Vân Sơn. Là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng người Việt hải ngoại, nhưng ít ai biết Vân Sơn xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Nhiều thành viên trong gia đình anh sớm bén duyên với bộ môn sân khấu và điện ảnh Việt Nam. Anh ruột là nam diễn viên Nguyễn Chương, chị dâu là nghệ sĩ Thu Tuyết, cậu ruột là nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tính, hai người em họ là Johnny Trí Nguyễn và đạo diễn Charlie Nguyễn. Dù sinh ra trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật ở miền Nam Việt Nam ngày ấy, nhưng Vân Sơn không có nhiều cơ hội thể hiện mình cũng như gặp khó khăn trong thời gian tuổi trẻ. Nhận thấy cần sự thay đổi nên anh đã quyết định rời miền Nam tìm kiếm cơ hội mới. Cuối năm 1988, Vân Sơn rời quê hương vượt biên bằng đường biển. Sau 9 ngày lênh đênh vô định trên biển cả, anh cập bến tị nạn ở Malaysia cũng như chuyển sang tị nạn ở Philippines. Cuối cùng, mãi đến tháng 4 năm 1990 thì anh mới đến được Mỹ, bang Cali. Trong khoảng thời gian đầu biểu diễn văn nghệ hải ngoại, anh được biết nhiều với vai trò hoạt náo viên trong các chương trình nhỏ như tiệc cưới, hội họp, phong trào ca nhạc. Tại đây, anh gặp lại nghệ sĩ Quang Minh, người cùng anh từng lồng tiếng cho phim Hồng Kông. Cuối năm 1990, vào dịp Tết được tổ chức cho các cộng đồng người Việt ở hải ngoại, anh tình cờ gặp lại thêm Bảo Liêm trong một lần đi diễn. Sau đó cả hai cùng kết hợp với nhau, dần dần thành bộ đôi hài ăn khách nhất cộng đồng người Việt trong những năm đầu 90. Năm 1994, anh thành lập Trung tâm Vân Sơn sau khi có khoản thu nhập ổn định. Lúc này, trung tâm vừa lưu diễn vừa tạo điều kiện cho ca sĩ, danh hài nổi tiếng có nơi dụng võ ở hải ngoại. Bảo Liêm cũng hợp tác với trung tâm nhưng được vài số thì anh rời đi. Năm 1996, trong thời gian ngừng cộng tác với Bảo Liêm, Vân Sơn đã phát hiện và bắt đầu kết hợp với Hoài Linh để thay thế cho thiếu sót của bộ đôi. Có thể nói ngoài Bảo Liêm ra thì Hoài Linh cũng là bạn diễn vô cùng duyên dáng với anh. Năm 1999, Hoài Linh hồi hương trở về Việt Nam. Vân Sơn liên hệ Bảo Liêm được mời trở lại hợp tác với Trung tâm Vân Sơn từ cuốn số 12. Cặp đôi Vân Sơn Bảo Liêm xuất hiện cùng nhau liên tiếp trong 30 cuốn sau đó do Trung tâm Vân Sơn sản xuất. Năm 2009, Bảo Liêm ngừng hợp tác một lần nữa sau khi phát hành cuốn 41. Khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2009 có thể xem là thời gian cực thịnh của Trung tâm Vân Sơn, khi đánh dấu mốc cho việc anh hồi hương để phục vụ khán giả. Đồng thời gian này, các tiểu phẩm hài giữa anh và Bảo Liêm nói riêng và các sản phẩm chương trình âm nhạc trong các số nói chung được khán giả trong nước đón nhận nồng nhiệt. Năm 2010, Vân Sơn bắt đầu hợp tác với nghệ sĩ hài Bảo Trung thay cho Bảo Liêm đã rời đi. Tuy nhiên, đây là giai đoạn thoái trào của băng đĩa bởi vì các khán giả hải ngoại dần chuyển sang chương trình trực tuyến, cũng như việc các game show truyền hình dần chiếm sóng trên thị trường giải trí trong nước. Năm 2012, Vân Sơn tới lui về Việt Nam thường xuyên hơn, mở thêm sân khấu The Viso. Anh chia sẻ sân khấu này một mặt để phục vụ trực tiếp khán giả trong nước, một mặt để cho các du khách đến Việt Nam có dịp thăm lại trung tâm hài kịch ngày nào. Đồng thời lúc này, khán giả cũng thấy Vân Sơn tham gia game show trong nước nhiều hơn. Không lâu sau đó, anh mở thêm một nhà hàng ẩm thực kết hợp với nghệ thuật mang tên Pub Lodge Steakhouse, với mục đích là mang ẩm thực Việt ra các du khách nước ngoài cũng như tạo điều kiện để các món ăn phương Tây có dịp đến với khán giả Việt Nam. Địa điểm nhà hàng là Dinner Show, phục vụ âm nhạc và hài kịch song song với ẩm thực.
Năm 2014, trung tâm Vân Sơn chính thức hoạt động tại Việt Nam mà không qua nhập khẩu, với MC lúc này là Jennifer Phạm thay thế cho MC kỳ cựu Việt Thảo. Kể từ thời điểm này, trung tâm Vân Sơn gần như không còn đi lưu diễn ở các nước nữa. Đồng thời, các anh em nghệ sĩ hải ngoại kết hợp với chương trình cũng ngày một nhiều hơn, tạo điều kiện để khán giả trong nước biết đến các nghệ sĩ hải ngoại. Năm 2016, Jennifer Phạm được thay thế bằng chính Nam Danh Hài và Trấn Thành làm MC. Năm 2017, trung tâm Vân Sơn cho ra số 53, số được ghi hình gần nhất, và sau đó, trung tâm của Nam Danh Hài gần như không tổ chức thêm số nào nữa, mà chỉ phát lại các số trước đó tại nhà hàng và kinh doanh theo gói số đã phát hành tổng hợp. Sự thật về người vợ bí ẩn. Theo những chia sẻ của Nam Danh Hài trong một bài phỏng vấn gần đây, thì vợ anh luôn là người ủng hộ và đồng hành, chia sẻ cùng anh những khó khăn trong sự nghiệp cũng như những hoạt động thường ngày. Đó là lần hiếm hoi mà Nam Danh Hài chia sẻ trước truyền thông về người vợ của mình, người đã sát cánh cùng anh trong hơn 25 năm qua. Trả lời cho câu hỏi, đàn ông Việt Nam thường bị đánh giá khá hời hợt trong chuyện chăm lo cho tổ ấm, anh thấy sao? Nam Danh Hài cho biết, đàn ông Việt Nam bị ảnh hưởng cái tính gia trưởng có từ thời xưa. Họ phải lo các việc lớn như tề gia trị quốc, còn công việc gia đình, nội trợ, con cái là việc của phụ nữ. Ngay cả bản thân anh khi ở Việt Nam, Nam Danh Hài cũng từng có suy nghĩ như vậy. Nhưng khi sang nước ngoài sinh sống, cách suy nghĩ và cách làm của người dân ở đây khiến anh thay đổi phần nào suy nghĩ lạc hậu, phong kiến của mình. Thậm chí Nam Danh Hài còn vui vẻ nói rằng ở Mỹ anh cũng phải nấu ăn hàng ngày, rửa bát hàng ngày đấy thôi. Vợ Nam Danh Hài không thường xuyên kề cạnh bên anh. Đây cũng là lý do khiến nhiều người thắc mắc, vì chưa bao giờ thấy bà xã của anh dành lời khen hay có thái độ hài lòng về người chồng nổi tiếng của mình. Tuy nhiên, điều này được Nam Danh Hài phản bác, vì trên thực tế nhiều người không gặp anh thường xuyên cũng như không gặp được vợ anh, thì làm sao biết vợ Nam Danh Hài không khen ngợi chồng mình. Theo chia sẻ của anh, vợ anh ít khi khen ngợi anh trước mặt người khác. Thường cô chỉ nhìn anh một cách trìu mến hoặc ôm ghì chặt chồng vào lòng. Những cử chỉ này đối với Vân Sơn là một lời khen đầy ý nghĩa.